Xin chào toàn thể anh em đam mê âm thanh. Ngày hôm nay Hưng sẽ mang đến cho anh em một dòng dây của Nhật. Đấy, một dòng dây cao cấp, phải nói là cao cấp. Thì ngoài những cái bộ dây lót đót, những cái bộ dây của các nước khác ra, cao cấp ra, thì mình còn rất nhiều những cái bộ dây của Nhật Bản, bãi Nhật, cực kỳ cao cấp để giúp anh em tăng cái giải, tăng cái giải âm thanh. Thì mình cũng giới thiệu qua cho anh em cái loại dây này. Đó là một dòng dây của Hitachi. Anh em thể nhìn thấy mã ở đây. Nó có màu đen nhám nhá. Có màu đen nhám. Em nhìn thấy mã chưa? Hitachi LF. Đầy đủ các mã của nó, anh em hoàn toàn có thể tham khảo. Mẫu này thì là một mẫu dây 4 lõi anh em nhá, 4 lõi. Đấy, tôi tách ra cho anh em xem. Dây có kích cỡ rất là hợp lý, bình thường, không phải to quá. Đấy, anh em thể nhìn thấy đây. Đầu tiên là lớp lưới chống nhiễu đặc trưng của thằng Nhật Bản. Đấy, đặc trưng thằng Hitachi. Lớp lưới chống nhiễu bao giờ cũng phải đồng mạ bạc sáng loá. Kéo xuống, chúng ta gồm có tổng cộng là 4 lõi. 4 lõi. Đây. Anh em thể đây. Hai cái lõi nhựa này để giúp dây chắc chắn hơn. Đấy, khi sử dụng giúp dây nó chắc chắn hơn. Đấy. Còn ở bên trong gồm 4 lõi. Mỗi lõi này rơi vào gần 3 ly nhá, gần 3 ly. Đấy. Hơn 2,5 ly. Đấy. Rất là to. Tôi tuốt ra cho anh em xem. Tại sao tôi nói nó là một dòng dây cao cấp? Ngoài những thằng lót đót ra thì những thằng Hitachi như thế này cũng rất là cao cấp để giúp anh em có những dàn âm thanh chất lượng. Đây. Dây rất là chắc và đẹp. Anh em có thể nhìn thấy ở đây. Cái lõi nó rất là tơ này. Lõi tơ này, nhuyễn. Hoàn toàn đồng mạ bạc, anh em có thể nhìn thấy đây. Đấy. Rất là nhuyễn nhá, ánh của nó thì thôi rồi luôn. Những dòng dây như này thì hoàn toàn giúp anh em về những cái giải trầm rất là đẹp luôn, gọn gàng, sạch sẽ. Rồi là các cái giải chép hay là các cái giải trầm nó được sáng tiếng hơn, nó không bị có phần tối anh em nhé. Những loại dây đồng mạ bạc hầu như là nó thế, nó có tính chất là giúp anh em các cái giải nó sáng tiếng hơn. Và đặc biệt những cái loại mà đồng nó tơ nhuyễn như là đấy, các cái tính chất âm thanh của anh em nó có cái độ trung thực cũng như là chi tiết cao hơn. Đấy, rất là chi tiết và trung thực. Những loại đồng nó rất là tơ. Đấy. Thì cái bộ 4 lõi như này, 4 lõi như này hiện tại tôi đã làm ở đây. Những cái bộ dây cao cấp thì thường tôi hay làm với những con giắc cao cấp. Mình đã có những bộ dây tốt rồi, mình phải có những cái đầu giắc tốt như là giắc carbon răng cưa như thế này anh em nhá. Đấy. Bộ này là bộ 2,5m này, bộ 2,5m tôi đã hoàn thành. Và bộ này tôi đang để với giá là 1.650.000. Đấy, rất là đẹp, anh em thể thấy đây, gọn gàng. Không khác gì những cái bộ dây mới toanh ở ngoài quán. Nhưng mà để mà nói thì chất lượng thì tôi dám khẳng định với anh em về cái chất lượng theo năm tháng luôn. Đây là một bộ 2m. Bộ 2m thì là 1.450.000. Đấy, 1.450.000. Ngoài ra anh em có thể là lựa chọn DIY các cái loại giắc khác, ví dụ là mỏ chim này, càng cua, phụ thuộc vào cái dàn âm thanh của anh em. Đấy. Hoặc có thể anh em lựa chọn giắc bãi thì giá nó sẽ mềm hơn một chút. Đấy, giắc bãi giá mềm hơn chút. Anh em nào cần quan tâm đến cái bộ dây loa của Hitachi Nhật Bản như thế này, anh em liên hệ trực tiếp cho tôi sẽ tư vấn cho anh em một bộ dây hợp lý với giá thành cũng như là cái chất lượng cho ra cực kỳ đảm bảo. Đấy, với số điện thoại 0963411622, anh em cứ liên hệ trực tiếp hoặc có thể để loại số điện thoại bên phía dưới phần bình luận, tôi sẽ liên hệ lại cho anh em. Đấy. Thì ngoài ra anh em cũng lên like và đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật về các thông tin mới nhất của audio cũng như là tìm cho mình những cái phụ kiện audio nó bãi, nó xịn, chất lượng tốt mà giá thành lại mềm nhé. Tôi sẽ thường xuyên cập nhật cho anh em những bộ dây tốt nhất cũng như là những cái phụ kiện audio tốt nhất giúp anh em có những bộ dàn nó đảm bảo.
những cái bộ dây của Nhật như thế này thì chất lượng phải nói là cực kỳ tốt, và cái độ bền cũng như là cái chất lượng cho nó đem lại cho mình cái giải âm. Riêng cái giải trầm cũng như là giải mid rất là chắc chắn. Thì tôi cũng không phải là nói nhiều nữa, thì anh em nào cứ trực tiếp liên hệ với tôi và đặt hàng. Trong vòng 5 ngày anh em hoàn toàn có thể thử dây trong vòng 5 ngày. Cảm giác mà không thấy hợp dàn anh em hoàn toàn thể gửi lại cho tôi và tôi hoàn tiền cho anh em. Thì video tôi xin phép kết thúc tại đây. Còn anh em nào thắc mắc hay là có vấn đề gì cần hỏi cứ bình luận ở phía dưới thì tôi sẽ trả lời cho anh em hoặc làm video trả lời đến anh em. Xin chào toàn thể mọi người, tôi là Audio HN.